Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 25 tháng 1 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, Giái Hơi hôm nay tại các tỉnh ở khu vực miền Bắc đều đã mất mốc 60.000 đồng trên 1 kg, trong khi mức giá này tại các vùng miền khác đang còn khá hạn chế. Theo ghi nhận, giá hơi cao nhất ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay phổ biến do quanh 58.000 đồng trên 1 kg, và nhiều địa phương ở khu vực miền Bắc vẫn có mức giá dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như là Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương hay là đối với Nam Định và Ninh Bình, Giá hơi trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh 55 cho đến 57 000 đồng trên 1 kg và hầu hết các địa phương trong vùng đều giữ nguyên mức giá này, thậm chí có một số nơi giảm nhẹ. Ngày tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, lượng heo về chợ nhiều hơn, sức bán khá chậm. Khách mua thấy chợ về nhiều heo nên có sự lựa chọn kỹ càng, giá vì vậy cũng thấp hơn so với ngày hôm qua khoảng 1.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, đặc biệt là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang trong ngày hôm nay, có mức giá bình quân thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 2.000 đồng so với tuần trước. Hiện giá hơi tại các tỉnh khu vực này đang dao động trong khoảng 54 cho đến 56.000 đồng là phổ biến. Tuy nhiên vẫn có những khu vực cục bộ xuất hiện mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg và hầu như không còn tỉnh nào có mức giá 60.000 đồng trên 1 kg trở lên. Trong khi đó, một số tỉnh ở khu vực vùng cao như Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La hay là đối với tỉnh Lào Cai trong ngày hôm nay đều đang duy trì trong khoảng 53 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên cũng có một số địa phương như Cao Bằng, Hà Giang trong ngày hôm nay có mức giá thấp. Nhiều nơi vẫn xuất hiện mức giá dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ theo ghi nhận trong ngày hôm nay có xuống giảm giá tại một số địa phương Mức giá cao nhất tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 58 cho đến 59 000 đồng. Tuy nhiên cũng có những khu vực chỉ dao động trong khoảng 52 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg, nghĩa là cái khoảng cách giá giữa các huyện là khác nhau. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay cũng không cho thấy dấu hiệu đi lên, cho dù chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Tuy nhiên các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ lại có mức giá cao hơn hẳn, Cụ thể như Đà Nẵng và Quảng Nam trong ngày hôm nay, nhiều vùng vẫn đang dao động trong khoảng 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trong ngày hôm nay cũng đang có mức giá cao. Các địa phương này đều đã trên 54.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 57.000 đồng trên 1 kg tại các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên cũng đã xuất hiện nhiều hơn ở hai địa phương đó là Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên đây không phải là mức giá phổ biến ở hầu hết các tỉnh thuộc khu vực này mà chỉ diễn ra cục bộ. Các tỉnh ở khu vực này đang giao động trong khoảng 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Cũng có những nơi đang còn có xuất hiện mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Trái ngược với xu hướng chứng giá ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc thì theo ghi nhận trong ngày hôm nay, các tỉnh ở khu vực miền Nam tiếp tục có xu hướng tăng. Nhiều khu vực có mức giá 58.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Trong khi đó, nhiều tỉnh ở khu vực miền Tây sắp xanh với miền Đông Nam Bộ như là Tiền Giang, Long An cũng duy trì mức giá cao 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt đối với tỉnh Bến Tre theo ghi nhận trong ngày hôm nay cũng đang dao động trong khoảng 56 cho đến 57.000 đồng đối với heo trọn loại 1, còn phổ biến trong khoảng 54.000 đồng ở hầu hết các huyện. Theo số liệu của Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, Tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn trong ngày hôm nay giao động khoảng 5.900 con heo mảnh. Giá heo sỉ đầu phiên giao động 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Nhìn chung, chợ giao dịch vẫn chậm. Như vậy có thể thấy rằng đà tăng của giá lợn hơi trong ngày hôm nay đã có phần chậm lại và rõ rệt hơn ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc. Và nhiều người kỳ vọng vào những ngày cận Tết có thể là từ 23 cho đến 27 âm lịch. Giá lợn hơi sẽ tăng trở lại và có thể sẽ đạt mốc 65.000 đồng trên 1 kg khi mà nhu cầu tiêu thụ tăng lên. Và cụ thể, theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay, ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Hà Nội đang giao động trong khoảng 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên nhiều nơi cũng báo giá phổ biến trong khoảng 55 cho đến 58.000 đồng như một số huyện như Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Thái Bình phổ biến trong khoảng 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg Hải Dương phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng nhiều hộ chăn nuôi báo giá thuộc Ninh Giang của tỉnh Hải Dương đang suy trí mức giá này Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg ngay như tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay cũng có xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng so với ngày hôm qua Quảng Ninh vẫn đang duy trì mức giá cao 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Hải Phòng, theo ghi nhận trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Nam Định phổ biến mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Một số nơi có mức giá cao trong tuần vừa qua như Ý Yên, Xuân Trường của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 57 cho đến 58.000 đồng là cao. Trong khi đó, đối với tỉnh Ninh Bình, phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng là phổ biến. Phú Thọ dao động trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá của Thanh Sơn, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ chỉ có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc cũng dao động trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Thái Nguyên, phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Bắc Giang giao động trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng. Lạng Sơn 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang trong ngày hôm nay cũng báo giá trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng. Cao bằng nhiều hộ chăn nuôi vẫn báo giá dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Lào Cai phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Yên Bái giao động trong khoảng 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Điện Biên phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Sơn La trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 53 cho đến 57.000 đồng. Hòa Bình cũng phổ biến trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng có xuống giảm nhẹ như Thanh Hóa trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Quảng Trị dao động trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó hai địa phương là Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 60.000 đồng. Đà Nẵng phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Bình Định dao động trong khoảng 56.000 đồng. Phú Yên trong ngày hôm nay có mức giá cao 55 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó Khánh Hòa chỉ phổ biến trong khoảng 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 55.000 đồng trên 1 kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên có mức giá cao phải kể đến đó là tỉnh Lâm Đồng trong ngày hôm nay nhiều nơi xuất hiện mức giá 57.000 đồng trên 1 kg và hiện nay đang dao động trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng. Gia Lai 53 cho đến 56.000 đồng. Con Tum trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó Đắk Lắk 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 52 cho đến 55.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam vẫn có xu hướng tăng giải rác ở một số địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Long An trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Bến Tre giao động trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 51 cho đến 54.000 đồng. Vĩnh Long 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. An Giang trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng và bằng so với tỉnh Cần Thơ. Trong khi đó Đồng Tháp 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong ngày hôm nay đang dao động trong khoảng 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay có thành phố Hồ Chí Minh duy trì mức giá cao nhất phổ biến trong khoảng 54 cho đến 58.000 đồng các địa phương khác có mức giá thấp hơn như Đồng Nai dao động trong khoảng 53 cho đến 57 000 đồng. Bình Dương 52 cho đến 55 000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 54 cho đến 57 000 đồng. Bình Phước phổ biến mức giá 50 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Còn đối với tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 52 cho đến 54 000 đồng. Như vậy là đã sắp đến thời cao điểm của thích nguyên đán nhâm dần, thị trường thịt lợn cũng đã nóng dần lên, dù giá lợn hơi ở nhiều nơi không có xuống tăng, nhưng giá bán của các tiểu thương cho người tiêu dùng đang có sự biến động. Và chưa năm nào như năm nay, thị trường lợn hơi lại ảm đạm và giá thấp như bây giờ. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giói hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.